Trường Đại học Hoa Sen dự kiến mở 4 ngành liên quan đến lĩnh vực sức khỏe. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng sẽ mở đồng loạt 8 ngành. Cuộc đua mở ngành đặc biệt thấy rõ ở nhiều trường công lập tự chủ và trường ngoài công lập. Có hay không, việc đảm bảo các điều kiện mở ngành đang là băn khoăn đầu tiên của dư luận. Nếu mà chúng ta cứ mở rộng nhanh quá, đấy, thì nhỡ như có những cái trường chưa đảm bảo được cái chất lượng đào tạo mà chúng ta vẫn cho mở thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng phục vụ sau này. Các thầy cô tham gia đào tạo, đó là cái điều kiện có thể nói là quyết định. Tuy nhiên thì các điều kiện khác, ví dụ như cơ sở thực hành, rồi cái đầu vào, tức là người học để có năng lực để học tốt các cái môn học hoặc là các cái hoạt động trong quá trình đào tạo, thì rất nhiều tiêu chuẩn với điều kiện cộng lại thì mới có một cái sản phẩm đào tạo như chúng ta mong muốn. Thực tế, những quy định điều kiện mở ngành đào tạo khối ngành sức khỏe đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đa số các trường hiện theo chuẩn tối thiểu là chưa đủ. Bởi một ngành sẽ có nhiều chuyên ngành khác nhau nên cần có những quy định cụ thể hơn, chi tiết hơn. Chúng ta phải hết sức thận trọng và các cái cơ quan quản lý phải quản lý rất là sát sao, giám sát rất là sát sao những cái điều kiện để mở ngành. Đồng thời trong quá trình đào tạo cũng phải giám sát và có kiểm tra đáp ứng. Hiện tỷ lệ bác sĩ, nhân viên y tế ở nước ta so với quy mô dân số còn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới. Nên dự báo xu hướng mở ngành sức khỏe sẽ tăng trong các năm tới. Vì thế, việc sẽ tổ chức kỳ thi chứng chỉ hành nghề đối với sinh viên ngành y sẽ là giải pháp cần thiết. Với cái chứng chỉ nó sẽ là một cái chứng nhận giúp các em, ngoài kiến thức năng lực cơ bản thì các em có đủ những cái kinh nghiệm thực tế để các em có thể là thực hiện cái hành nghề về chứng chỉ đấy, thì tôi nghĩ là cái đấy cũng rất cần thiết. Đây chính là một cái ngưỡng đảm bảo chất lượng mà để các trường phải xem xét lại cái toàn bộ quá trình đào tạo của mình để nâng cao chất lượng đào tạo, và đặc biệt là bây giờ trong cái cơ chế cạnh tranh như vậy thì trường nào mà đảm bảo tốt cái chất lượng đào tạo thì trường đấy sẽ tồn tại và phát triển. Hiện từ phía Bộ Y tế cũng khuyến cáo các trường khi đã mở mã ngành cần phải đảm bảo chất lượng đào tạo. Còn thời gian qua, hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thanh kiểm tra đột xuất và định kỳ về đào tạo và tuyển sinh. Với những ngành không đảm bảo điều kiện, sẽ được thông báo để rà soát, bổ sung. Quá thời hạn, cơ sở đào tạo sẽ bị đình chỉ tuyển sinh.